tình ngọt ngào của Harry và Meghan qua lời kể của người trong cuộc. Mới đây, phương tử Harry và Meghan Markle đã có những chia sẻ về chuyện tình ngọt ngào của họ, từ lúc chỉ mới biết nhau qua mạng xã hội đến lúc trở thành cặp đôi được truyền thông săn đón. Ngồi cạnh Harry trên ghế sofa, Meghan được cho xem lại một đoạn phỏng vấn từ khoảng mùa hè năm 2015, trong đó cô được hỏi sẽ chọn ai giữa William và Harry. Trước hai cái tên quen thuộc với mọi fan phương thất, Megan tỏ ra hơi bất ngờ và có phần bối rối, như thể cô chưa từng nghe qua hai phương tôn đình đám này bao giờ. Trước gợi ý của người phỏng vấn, Megan đáp một cách vui vẻ. Ừ, thôi, Harry cũng được. Điều Megan không ngờ là chỉ một năm sau, người mang cái tên đó đã liên hệ trước với cô và lật mở ra một quyển sách mới cả hai chưa từng ngờ đến. Tháng 7 năm 2016, Megan có một đợt nghỉ ngắn không phải tất bật với các lịch quay độc thân, xinh đẹp, có nhiều thời gian rảnh, thế thì còn lựa chọn nào phù hợp hơn là một chuyến đi khám phá thế giới. Đặt chân đến anh, Megan không biết rằng mình chuẩn bị tìm thấy một nửa thế giới của mình. Nói là định mệnh cũng không quá khi Harry bất ngờ tìm thấy tài khoản của Megan khi đang lướt mạng xã hội. Ấn đường đầu tiên của anh về cô nữ diễn viên người Mỹ là một bức ảnh trên Instagram với filter mặt hình cún dễ thương. Bức ảnh đáng yêu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của vương tử nước Anh. Thông qua một người bạn chung, họ nhanh chóng kết nối và có được buổi hẹn xấu mặt đầu tiên. Bất chấp sự nổi tiếng toàn cầu của vương tử bảnh trai Harry, Meghan nói rằng cô không có nhiều hình dung về con người của anh ấy trước khi họ gặp nhau. Bởi vì tôi đến từ Hoa Kỳ, tôi không lớn lên với sự hiểu biết về phương thất. Cô giải thích trong cuộc phỏng vấn với BBC. Tôi không biết nhiều về anh ấy vì vậy, điều duy nhất mà tôi đã hỏi về người bạn chung là anh ấy có tử tế không? Megan cũng tiết lộ rằng cô đã tìm hiểu tài khoản Instagram của Harry một cách bí mật trước khi đồng ý hẹn hò. Điều đó với tôi là thước đo tốt nhất. Nữ diễn viên không quan tâm tới điều công chúng nói về anh, mà thứ cô muốn thấy là thứ anh tự thể hiện bản thân của mình. Những hình ảnh Harry chia sẻ khi đó dường như đã hớp hồn Megan. Khi đó, thấy anh cũng có tài năng nhiếp ảnh và thậm chí còn có các chuyến đi đầy thú vị tới lục địa đen. Ngày hẹn đã tới, nhưng ấn tượng đầu tiên suýt nữa đã khiến một truyền tình cổ tích không thành sự thật khi Haji đến một. Anh đến trầm khoảng nửa tiếng, khiến Megan suýt nữa phải cân nhắc lại về chàng vương tôn xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt, nhưng cô gái nào cũng phát cuồng khi nhắc đến. Rất may sự chân thành của Haji và vẻ hồn hển liên tục nói lời xin lỗi và hốt hoảng của anh đã khiến Megan đồng lòng. Phản ứng khoa học diễn ra gần như tức thời. Anh ấy thực sự vui tính, thực sự rất vui, đó mới là điều quan trọng chúng tôi cứ như những đứa trẻ với nhau. Đó có lẽ là dấu hiệu đầu tiên của một tình yêu xét đánh, cảm xúc mạnh mẽ đến mức họ phải lên kèo ngay cho buổi hẹn thứ hai vào ngày hôm sau với phong cách Mỹ cọc đi tìm châu của Megan. Vào buổi hẹn thứ hai, Harry quyết định có một lựa chọn táo bảo dù cô bạn gái mới quen hai ngày tới châu Phi của mình. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ khi châu Phi vốn đã là vùng đất chữa lành tâm hồn cho anh rất nhiều kể từ khi bỏ lại quá khứ ăn chơi sau lưng. Một phần lớn tình yêu trong cuộc đời anh khi đó là dành cho những hoạt động từ thiện ở mảnh đất này, nơi anh nói bước mẹ mình trong hành trình từ thiện không ngừng nghỉ. Tôi đã thuyết phục được cô ấy đi cùng tôi đến Botswana và chúng tôi cùng nhau cắm trải dưới những vì sao. Haji mô tả ngay như phần mở đầu của một thiên truyền tình lãng mạn với những biến cố bão tác mà chàng và nàng phải vượt qua. Sau đó, chúng tôi thực sự có không gian riêng cùng nhau. Điều quan trọng đối với tôi là đảm bảo rằng cả hai có cơ hội tìm hiểu. Dưới những vì sao xa xăm, mặt trời đỏ rực của hoàng hôn châu Phi, những đồng cỏ xanh bát ngát và những chiếc lều rừng giữa thiên nhiên, chẳng có sóng điện thoại, chẳng có những mối lo, gạt hết mọi thị phi và quấy rầy của truyền thông hay công việc. Cả hai người đều biết rằng họ đã được vũ trụ gửi tới The One. Khoảnh khắc nằm trong căn lều chỉ hai người giữa bao la bóng đêm, khi một con voi cầm lá cây ngay phía trên họ, Megan bất giác ôm lấy Hashi và nhận được lời hứa của anh. Anh sẽ bảo vệ em, đừng lo gì cả. Harry nói thêm trong Harry and Meghan, điều đó thật đúng đắn và thật thoải mái, đó là lúc tôi chợt nghĩ, được rồi, cô gái này, người phụ nữ này thật tuyệt vời, là tất cả những gì tôi đang tìm kiếm, và cô ấy thật thoải mái và thư thái khi ở bên tôi. Sau khoảnh khắc diệu kỳ đó, cả hai có thêm vài tháng yêu xa và trải qua thời gian hẹn hò bí mật, khi mỗi người quay lại cuồng quay tất bật của công việc. Bất cứ khi nào có thời gian, Megan sẽ bay tới anh với sự hào hứng như một cô gái tuổi teen cùng Harry trải qua các cuộc phiêu lưu hết từ điện Kensington đến Queen's Frogmore. Dù khó khăn vì phải né tránh truyền thông, không khó để hiểu đó là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong mối quan hệ của cả hai người, và họ sẵn sàng đánh đổi gần như mọi thứ để được sống như thế lần nữa. Cho tới khi tin tức được một tờ báo lá cải anh phát hiện ra vào tháng 10 năm 2016, tình cảm của họ không còn là chuyện của hai người xen dưới những kỷ niệm đầy ngọt ngào mà cả hai ôn lại trong tập phim đầu là lời khẳng định của bạn bè cả hai về việc họ đã thấy Megan bừng sáng như thế nào kể từ khi gặp Harry. Điều đó cũng đúng thôi khi chính anh thừa nhận cô chính là hình tượng khác của mẹ mình, ánh nắng ấm áp mà anh đã bị cướp mất từ khi mới 13 tuổi. Dù mối quan hệ của nhà sắp xếp với vương thất có diễn ra thế nào trong tương lai, các fan hâm mộ của cặp đôi hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng họ sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau.